Diễm Thi và Trung Minh kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đã Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 9 với một số tin tức đáng chú ý. Điện Kremlin từ chối trả lời chuyện có hay không quân lính Nga đang chiến đấu tại Syria. Phát hiện 75kg vi cá mập trên một tàu đánh cá Đài Loan ngoài khơi đảo Papua New Guinea. Kính thưa quý khán thính giả, phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối trả lời câu hỏi của hãng tin Reuters là có hay không quân lính Nga đang chiến đấu tại Syria. Ông Peskov chỉ nói rằng đe dọa từ lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS là có thật và chính phủ hiện tại của Syria của Tổng thống Bashar al-Assad phải có một vai trò trong nỗ lực của quốc tế nhằm tiêu diệt ISIS. Nga là đồng minh thân cận của chính phủ Assad, cung cấp cho chính phủ này các loại vũ khí cũng như lên tiếng binh vực họ ở các diễn đàn quốc tế. Bên cạnh sự đe dọa của ISIS, Syria đang lâm vào nội chiến trong mấy năm nay giữa chính phủ Assad và nhiều phe nổi dậy khác nhau. Cuộc chiến này là nguyên nhân làm cho hàng trăm ngàn người tị nạn bỏ chạy sang châu Âu trong mấy ngày gần đây. Ireland công bố nhận thêm 2.900 người tị nạn, ngoài số 600 người mà nước này hứa với cộng đồng châu Âu hồi đầu năm nay. Bộ trưởng Tư pháp Ireland là bà Frances Fitzgerald nói rằng Ireland lúc nào cũng ý thức trách nhiệm của mình trong các sứ mạng nhân đạo và muốn đóng tích cực tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn mà châu Âu đang phải đối diện. Bà cho biết thêm là cứ mỗi 1.000 người tị nạn thì Ái Nhĩ Lan phải bỏ ra một khoản tiền trị giá 12 triệu euro mỗi năm. Hiện có khoảng 160.000 người tị nạn, phần lớn đến từ Syria tràn vào châu Âu theo ngã Thổ Nhĩ Kỳ và bán đảo Balkan. Cuộc khủng hoảng người tị nạn còn gây ra lo ngại là sẽ có các phần tử khủng bố trà trộn để xâm nhập châu Âu. Các nhóm cực hữu tại châu Âu cũng lên tiếng phản đối, thậm chí tấn công người tị nạn. Lãnh tụ đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi bắt đầu cuộc vận động tranh cử đầu tiên vào ngày hôm qua tại bang Kaya, miền núi phía đông Miến Điện. Người ta thấy có hàng ngàn người đã đến nghe bà nói chuyện, trong đó có nhiều người thuộc các sắc dân thiểu số tại Miến Điện. Bà kêu gọi mọi người hãy nghĩ đến tương lai của đất nước, đến những vấn đề y tế và giáo dục cũng như an ninh của Miến Điện. Ngày 8 tháng 11 tới đây, người dân Miến sẽ tham gia cuộc tổng tuyển cử có sự tham gia của nhiều đảng phái và người ta đoán rằng đảng đối lập của bà Suu Kyi sẽ thắng lớn. Phát biểu tại buổi vận động tranh cử, bà Suu Kyi nói rằng đất nước Miến Điện cần hòa bình và ổn định để có thể đứng chung với các quốc gia khác của cộng đồng quốc tế. Bộ Tài chính Trung Quốc nói là hãng máy tính Apple vẫn còn nợ tiền thuế trị giá 71 triệu đô la, đáng lẽ phải trả vào cuối năm 2013. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thì Apple còn có nhiều vi phạm khác, nhưng không nói rõ đó là những vi phạm gì. Máy tính và điện thoại của hãng Apple rất được ưa chuộng tại Trung Quốc, và Hoa Lục cùng với Đài Loan và Hồng Kông tạo thành một thị trường lên đến 13 tỷ đô la trong quý 2 của năm nay. Tuy nhiên, Apple cũng hay bị chỉ trích bởi truyền thông của nhà nước Trung Quốc trong thời gian gần đây. Hiện Apple chưa có bình luận gì về khoản nợ mà Bộ Tài chính Bắc Kinh đang công bố. Và cuối cùng, thưa quý vị, Tổ chức Hòa bình Xanh phát hiện một khối lượng 75kg vi cá mập trên một tàu đánh cá Đài Loan ngoài khơi đảo Papua New Guinea. Con tàu Đài Loan này đang đánh cá ngoài khu vực hải phận quốc tế khi các nhà hoạt động môi trường Hòa bình Xanh lên tàu để kiểm tra. Người đứng đầu tổ chức này tại khu vực Thái Bình Dương và Úc nói rằng việc phát hiện ra một số lượng lớn vi cá mập như thế chứng tỏ nạn đánh bắt cá phi pháp vẫn chưa chấm dứt và các quốc gia vùng Thái Bình Dương cần nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn. Nhưng việc ngăn chặn này cho thấy là rất khó khăn với việc đánh bắt cá một cách phi pháp lại diễn ra ở ngoài khu vực mà các quốc gia có thể thực thi quyền lực pháp lý của mình. Trong vụ việc 75kg vi cá mập, Tổ chức Hòa bình Xanh nói là con tàu này không có cả giấy phép đánh bắt cá. Nhưng cơ quan nghề cá của Đài Loan đã không lên tiếng về vụ này và cũng không xác nhận thực sự là con tàu này có giấy phép hay không. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa.tiengviet.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ archautuyo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org hoặc bằng ứng dụng app miễn phí của RFA tải xuống từ App Store và Google Play. Trung Minh và Diễm Thi xin kính chào tạm biệt.